Rồi, xin chào tất cả quý khách. Cũng rất nhiều khách hàng khi mà điện thoại tới phẫu thuật thì hoặc là một số khách là khi tới bệnh viện để làm xét nghiệm, tư vấn làm phẫu thuật thì mới phát hiện ra là mình gọi là người nhỏ có kinh, thì người ta nói là có kinh hay là phụ nữ tới một tháng nó có kinh thì có mổ được không? Thì câu trả lời thế này, thực ra thì về lý thuyết thì nếu tình trạng máu chảy máu đông bình thường thì chúng ta đều phẫu thuật hết. Tuy nhiên trong những phẫu thuật lớn, ví như phẫu thuật căng da bụng, phẫu thuật hút máu bụng, phẫu thuật về hàm mặt lớn, phẫu thuật về ngực, thì người ta khuyên là nên tránh những ngày đó. Vì sao? Lúc đó ngày đó thì chúng ta lại mất một lượng máu, và một số phụ nữ khi cái ngày hành kinh là người ta cũng mất lượng máu khá nhiều. Thì giả sử chúng ta phẫu thuật trùng vào những ngày đó chúng ta mất máu căng da bụng hút vào bụng thì mất máu nữa, thì cái sức khỏe thậm chí là người ta rất là mệt, hoặc có một số trường hợp có thể chảy máu nhiều hơn. Cho nên những trường hợp phẫu thuật đại phẫu người ta khuyên là tránh những ngày và người ta đang phụ nữ đang có hành kinh đằng đó. Còn nếu người ta phẫu thuật nhỏ, ví dụ người ta treo chân mày, người ta làm mi dưới, người ta căng chỉ, vân vân, thì những cái phẫu thuật đó hoàn toàn có thể làm được. Tuy nhiên để mà đánh giá trường hợp đó thì bác sĩ phải coi cái phẫu thuật đó mức độ như khó hay dễ. Bác sĩ phải xét nghiệm và kiểm tra. Một số người đang vấn đề hành kinh thì cái lượng máu mất quá nhiều thì đôi khi có thể người ta mệt mỏi thì chúng ta hạn chế. Còn về nguyên tắc, những phẫu thuật nhỏ thì nếu chúng ta bị trong ngày đó thì chúng ta vẫn phẫu thuật được. Còn những phẫu thuật lớn thì chúng ta hạn chế chứ không phải cấm hoàn toàn. Ví dụ giả sử hơi trường hợp chúng ta đang bị vấn đề đó và chúng ta bị một tai nạn biết gì đó thì người ta vẫn mổ hoàn toàn bình thường, nhưng đó trường hợp gọi là cấp cứu. Còn đây là trường hợp chúng ta làm đẹp thì chúng ta nên hạn chế thôi. Còn những phẫu thuật nhỏ thì chúng ta có thể làm được. Có một trường hợp người ta hỏi là giả sử tôi muốn ngày 15 là tôi mổ, nhưng mà bây giờ tôi nghĩ ngày 14, 15 thì chúng tôi bị cái đó thì làm sao mổ. Mà rất nhiều phụ nữ là đôi khi là đã chuẩn bị mọi thứ rồi, tới ngày đó bị xong mổ được, trong khi dễ gì sinh được cái ngày mình nghỉ phép đâu, công việc dàn xếp tất cả mọi thứ hết, cho nên cũng đôi khi rất là tội. Một số Việt kiều từ nước ngoài về chuẩn bị tới ngày kia mổ tự nhiên bị luôn người đó, hoặc là sắp tới bị người không biết thế nào hết, thì đó là một vấn đề rất nhiều người băn khoăn. Thì các bạn với trình bày bác sĩ phân cách được, tức là sao, chúng ta biết giả sử hôm nay là ngày 5 tháng 3 và các bạn muốn là ngày 10 tôi mổ, nhưng tôi nghe thường thường tôi bị ngày 9 đến ngày 12 tôi sẽ bị, thì chúng ta nên tới ngày 7 ngày 8 chúng ta sẽ uống một loại thuốc về điều nội tiết, thì cái thuốc đó nó sẽ làm kéo dài qua cái chu kỳ đó thì chúng ta sẽ né được ngày đó thì chúng ta mổ được. Đôi khi chúng ta không biết, nhưng mà thuốc đó thì cái thuốc đó thì bác sĩ người kê toa chúng ta uống một vài liều, tức là cái chu kỳ kia kinh của chúng ta sẽ dừng qua cái đợt đó thì chúng ta vẫn phẫu thuật được nhé. Nếu bạn thấy thích video này thì đừng quên để một like và nhấn đăng ký kênh. Xin cảm ơn.